Netizen Trung Quốc nghiện món phở như thế nào khi xem blogger giới thiệu? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Phở bò ở Việt Nam rẻ quá, thịt bò nhiều, các cô rất nhiệt tình. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé! Tôi đã không có gì để ăn trong 3 tháng. Tôi đang đợi 3 tháng để ăn lại phở khi bọn trẻ đi nghỉ về. Lâu rồi tôi chưa ăn, chỉ nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi. Phở gạo ở Việt Nam có giá 10 nhân dân tệ, thậm chí ở một số nơi bạn còn không thể mua được. Ở Trung Quốc, một tô bún giá 10 tệ đã là ngon rồi đó. Mọi người trả họ bao nhiêu tiền? 7 nhân dân tệ. Nên tính như thế này. Một người lao động bình thường một ngày có thể mua được khoảng 12 bát, nên giá ở Việt Nam không hề rẻ. Giá gần giống như ở Trung Quốc. Tôi đã ở Việt Nam được 3 tháng. Tại sao tôi lại cảm thấy chi phí sinh hoạt cao hơn ở nhà mình một chút nhỉ? So với mức tiêu dùng cao, chi phí sinh hoạt hàng tháng là hơn 3.000, tôi thực sự không biết họ sống sót như thế nào ở Việt Nam. Lương thấp, tiêu dùng cao, tiền thuê nhà cũng rất cao. Đắt hơn những ngôi làng ở thành thị của chúng ta. Tốt hơn là nên thuê một căn nhà trị giá hơn 2.000 nhân dân tệ. Đồ ăn Việt Nam rẻ mà. Nhưng nhiều thứ đắt hơn ở Trung Quốc. Đi taxi cũng đắt hơn, trái cây ở các quầy hàng nhỏ cũng khá rẻ. Ô tô đắt gấp đôi chúng ta. Chi phí sinh hoạt ở đây không thấp hơn ở Trung Quốc đâu. Chuyến đi Hồ Chí Minh của tôi cao hơn chuyến đi Nam Ninh nhưng cà phê rất thơm. Nó thực sự rất thơm, nhưng đó không phải là tách trà sữa của tôi. Cá nhân tôi nghĩ nó quá ngọt. Cà phê thì rẻ, những thứ khác thì đắt hơn chúng ta. Cá nhân tôi nghĩ nó chỉ đắt đối với những người trong chúng ta vì ta là người nước ngoài, không phải là người địa phương. Chi phí sinh hoạt của người dân địa phương thực sự không cao, nhưng nó chắc chắn cao hơn Quảng Tây. Khách sạn ở Hà Nội tốt hơn một chút với giá 99 đô la Mỹ một đêm và phòng chỉ có sẵn vào lúc 8 giờ sáng. Có nhiều loại cà phê lắm, loại ngọt tôi không uống được. Nếu ở phía Nam vốn có vị ngọt nhưng phía Bắc sẽ thích hợp hơn để bạn thử. Ở đó thậm chí còn cao hơn mức tiêu thụ của Trung Quốc. Vâng, nhiều thứ rất đắt tiền, tôi sẽ không dám về Việt Nam nếu không có tiền. Chi tiêu ở Việt Nam rất đắt đỏ. Ở các thuộc địa của Pháp, ngay cả vật tư quân sự cũng có bánh mì cà phê, thứ còn quan trọng hơn súng. Món ăn Việt Nam phù hợp với khẩu vị người Hoa như phở bò, bún cá, cơm chiên hải sản, lẩu, thịt nướng. Ở Hồ Chí Minh, Việt Nam, tôi không quen vì phở đa phần đều ngọt. Hãy đi về phía Bắc. Tại sao hầu hết người Trung Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh khi họ đến Việt Nam nhỉ? Tô phở này 3-5K ở Hà Nội. Tôi ăn ở thành phố Hồ Chí Minh 4-5K. Sài Gòn dường như có một hương vị khác tôi rất muốn đến đó. Chồng tôi thích ăn phở và bún Việt Nam nhất, nếu nhà hàng không có mà không ăn thì anh ấy sẽ đi nơi khác ăn phở. Tôi cũng từng là fan của quán phở này khi về. Bây giờ tôi ăn nó gần như mỗi ngày và không bao giờ thấy chán. Vì sợi phở Việt Nam không béo ngậy, có vị chua thanh nhẹ, ăn không ngán. Tại sân bay Hà Nội có giá 150 tệ cho một ly nước cam và một tô phở bò. Nó có giá chắc chắn khác ở các thành phố lớn. Không đắt lắm à. Lần trước tôi ăn, tô phở bò ở sân bay Hà Nội có giá 280.000 đồng, giá khoảng 80 nhân dân tệ. Vâng, giá đó chắc chắn đắt hơn khi ở sân bay. Nhiều mức giá ở Việt Nam đắt hơn ở Trung Quốc. Ngoài ra còn có một cửa hàng chỉ bán chúng với giá 10 tệ mà không có nước cam. Nó đắt gấp đôi món phở Việt Nam tôi ăn ở Thượng Hải. Tôi cũng ăn nhưng sau đó không dám ăn lần thứ hai mà ăn cơm rang tầng 2. Phở bò ở đây có giá 9 nhân dân tệ. Trong khi những món khác có giá 7,5 nhân dân tệ. Mặc dù vậy như phở thịt bò 50k là quá nhiều thịt. Món tôi ăn tên là phở bò 13 nhân dân tệ, hình ảnh bên dưới giống hệt những gì blogger đã ăn. Ăn ở Sài Gòn chỉ tốn 10 tệ. Bạn ở tỉnh nào? Tôi thực sự nhớ thời gian ở Thái Nguyên. Một nơi tương đối lành mạnh ở Thái Nguyên. Thỉnh thoảng về quê người ta bán với giá 20.000 đồng tôi vẫn nhớ. Nếu bán rẻ như vậy thì khi nào mới giàu được? Giá 20.000 là quá rẻ. Chi phí là khác nhau, nếu bạn bán rẻ quá, bạn sẽ chỉ có được một ít lợi nhuận mà thôi. Tôi đến từ Nam Định, phở bò là đặc sản ở Nam Định. Ở Hà Nội giá cũng không đắt đâu, 30.000 hay 45.000 một tô. Nếu nó có giá 25 nhân dân tệ, được chứ? Hãy tự mình kiểm tra tỷ giá hối đoái giữa Trung Quốc và Việt Nam. Không cần phải mặc cả. Trong thời gian này, nó ở mức khoảng 3.500 đồng. Một tô ở Việt Nam không thể có giá 25 nhân dân tệ. 25.000 chỉ là 8 nhân dân tệ phải không? Phở bò có giá 15 nhân dân tệ tiền Trung Quốc. Đó là món ăn được yêu thích ở Việt Nam. Đồ ăn đường 36 có giá 80.000 đồng. Mình ăn giá 30.000 đồng ở Hà Nội.
gửi cho mình địa chỉ cụ thể nhé. Cảm ơn bạn. Phở Việt Nam ngon thật, tôi vẫn muốn ăn tiếp. Có tiết bên trong tô bún là có thật. Giá ở Bắc Ninh khoảng 45.000 đồng một tô. Ở thị trấn nhỏ của chúng tôi, nó chỉ có giá 20.000 đồng thôi. Chúng tôi bán có 7 nhân dân tệ ở Vân Nam thôi. Hãy đến ăn. Có rất ít nơi có giá 25.000, một nửa trong số đó là 45.000 đồng. Nếu có dịp đến Lạng Sơn, huyện Lư Bình, bạn có thể ăn bún vịt quay Lư Bình, ăn heo quay nguyên con và uống rượu Mu Sơn, đặc sản Lạng Sơn của chúng tôi. Giá 15 tệ một bát ở Hà Nội. 5 đến 7.5 tệ cũng ngang giá ở Nha Trang. Hãy đến với Trung Quốc của chúng tôi và thử đi. Món đắt nhất tôi từng ăn chỉ có 60 tệ, tôi thêm 40 tệ cho thịt bò. Vài ngày nữa em sẽ về đó đưa em đi chơi nhé. Giá phở trung bình ở Hà Nội và Hồ Chí Minh là 50.000 đồng, tương đương khoảng 15 tệ. Nó đã bắt kịp các thành phố hạng 2 ở Trung Quốc. Bạn có thể nói với tôi rằng nó rẻ hơn. 50.000 chỉ có thể ăn ở ngoại ô thôi. Ẩm thực Việt Nam thực sự nổi tiếng. Phở bò và phở gà của họ thực sự rất ngon. Và xiên chiên cũng rất ngon. Tôi thấy phở gà tốt hơn phở thịt bò. Tôi muốn ăn hai bát phở này một lúc. Anh ơi, anh không gặp nhiều áp lực từ việc tham gia giao thông phải không? Rẻ quá. Món rẻ nhất tôi từng ăn hình như là 40.000 đồng. Phở bò có vị ngọt ngọt rất khác với nước ta. Ngoài ra còn có rau sống nữa, ở Trung Quốc tôi chưa từng thấy có. Ở thành phố Hồ Chí Minh tôi chi 80.000 cho một bát. Các thành phố hạng nhất thì giá sẽ khác. Quán phục vụ tôi lá húng quế, và tôi thực sự đã ăn chúng cùng với rễ cây nào đó, sau khi bà chủ hái lá húng quế cho tôi. Nó có ngon không? Hoặc đó là một điểm thu hút khách du lịch, nó tương đối nổi tiếng hoặc bạn đang bị lừa. Ngay cả ở Sài Gòn, giá bình thường cũng chỉ là 35-50k thôi, tương đương 10-15 tệ. Giá này là quá đắt ở Việt Nam. Ăn đùi bò chắc chắn sẽ khác nên không có cách nào so sánh được. Tôi cảm thấy như mình đã có vấn đề sau khi ăn hai miếng. Ở Hồ Chí Minh giá chắc đắt lắm. Vì bạn là người Trung Quốc nên tôi sẽ bán cho bạn với giá gấp mấy lần. Không, giá được ghi rõ ràng trong cửa hàng. Tôi vừa đi ngang qua và ngửi thấy mùi gì đó đặc biệt nên đi ăn. Bạn có quen ăn rau giá sống hay không thì việc dùng lá húng quế để tạo hương vị đậm đà còn tùy vào từng người. Nước phở rất ngọt và thịt có vị khá ngon. Tôi khá thích hương vị, nên đến Đà Nẵng ăn đồ ăn và giải trí rất rẻ. Nếu bạn là một fan hâm mộ thì đây là món nhất định phải thử. Người bán nó với giá 10 nhân dân tệ nên tính giá 100 nhân dân tệ, nếu không mọi người luôn nói đó là một món hời. Tôi không muốn ăn bằng những chiếc đũa này khi nhìn thấy chúng, nên họ rửa chúng bằng nước và đưa cho khách hàng tiếp theo. Ở Trung Quốc cũng có rất nhiều quán như vậy mà. Bạn có thể tìm thấy những chiếc đũa dịch vụ chuyển sang màu trắng mốc ở đâu, tại Trung Quốc. Có lẽ họ thực sự ghét bạn. Từ những bình luận của netizen Trung Quốc về món phở và cuộc sống tại Việt Nam, ta có thể rút ra một số kết luận về cách họ nhìn nhận Việt Nam như sau. Phở và các món ăn Việt Nam, đặc biệt là phở bò và phở gà, được nhiều người yêu thích và đánh giá cao. Nhiều người nhận xét phở Việt có vị ngọt và nhẹ hơn so với ẩm thực Trung Quốc. Phở được cho là một món ăn phù hợp với khẩu vị người Hoa và giá cả tương đối rẻ so với các món ăn ở Trung Quốc. Một số người cảm thấy giá cả ở Việt Nam cao hơn so với Trung Quốc, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Các ý kiến cho rằng chi phí sinh hoạt ở Việt Nam không thấp, thậm chí một số người cảm thấy đắt hơn so với quê hương của họ, dù nhiều món ăn như phở được coi là rẻ. Giá cả các dịch vụ và hàng hóa như taxi và cà phê được cho là cao hơn ở Trung Quốc. Có những quan điểm về sự khác biệt trong khẩu vị giữa phở miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Miền Nam có xu hướng ngọt hơn trong khi người Trung Quốc dường như thích khẩu vị của phở miền Bắc hơn. Một số người cảm thấy không thoải mái với sự khác biệt về dịch vụ, như chất lượng đũa tại quán ăn và sự chênh lệch giá cả. Dù vậy, họ cũng có những trải nghiệm thú vị và đặc biệt yêu thích các món ăn địa phương. Nhiều netizen cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam khá đắt đỏ so với mức thu nhập, mặc dù có một số điểm rẻ như phở và cà phê. Điều này làm nổi bật sự khác biệt về mức sống và cách tiêu dùng giữa hai quốc gia. Tóm lại, netizen Trung Quốc có ấn tượng tích cực với ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là phở, nhưng họ cũng bày tỏ một số lo ngại về giá cả và chi phí sinh hoạt khi so sánh với Trung Quốc.